Tâm không chẳng Tâm không chẳng là ý không thành Ý không thành nguyên nhân là gì Không có trí tuệ Ngu si Cho nên phải trí tri Trí tuệ không khai mở Nguyên nhân là gì Dục niệm của quý vị nhiều quá Cho nên phải cách vật Chúng ta bắt đầu làm từ đâu? Bắt đầu làm từ cách vật Nói cho quý vị biết Chúng ta cầm bốn cái rễ này Chính là làm công phu cách vật rồi Vật là gì? Chính là dục vọng của vật chất Cũng bao gồm cả dục vọng tinh thần ở trong đó Dục là dục vọng Cách là cách trừ Nói cách khác Quý vị phải buông bỏ dục vọng Những thứ này Tổng hợp lại để nói Chính là trong đó Có tham sân si mạng nghi Bên ngoài Có tài sắc danh thực thùy Những thứ này bên trong bên ngoài này Quý vị phải buông bỏ hết Bên trong là tiền não Bên ngoài là mê hoặc Quý vị đều phải buông bỏ hết Trí tuệ mới khai mở Tức là cách vợt Rồi sau đó mới trí trì Trí tuệ liền hiện tiền Những tiền não của quý vị nếu như chưa buông bỏ được, Phật Bồ Tát đến dạy quý vị cũng dạy không được. Chúng ta bây giờ đi đâu mà tìm được Phật Bồ Tát? đến đâu để tìm được một vị thầy tốt ngày nay không còn nữa chỉ có nhờ vào bản thân mà thôi trước tu hành đức hạnh này đức hạnh này là cách vật sau đó mới cầu trí tuệ chiếc chìa khóa vàng cầu trí tuệ phải đọc 100 bài cổ văn Phải hạn định cầu chứng Nhất định trong thời gian 2 năm hoàn thành Đó chính là công phu cách vật trí tri Công phu này thành tựu rồi Tâm liền chánh Ý liền thành Ý thành này chính là phát bồ đề tâm mà nhà Phật thường nói. Ý thành tâm chánh. Quý vị tiếp thu sự giáo huấn của Thánh Hiền. Không cần Thánh Hiền để nói. Những điển tịch mà Thánh Hiền nhân lưu lại quý vị đã thơm đạt hết rồi. Không còn một chút chướng ngại nào cả. Vì sao vậy? Vì ý của quý vị, tâm của quý vị Hoàn toàn tương đồng với tâm ý của Thánh Hiền Ý của Thánh Hiền nhân là thành Chân thành Tâm của Thánh Hiền nhân là đoàn chân Quý vị tương đồng với họ Cho nên vừa xem đã hiểu Sẽ không sai lầm Nếu như quý vị không có công phu trước đây những thứ của Thánh Hiền này Quý vị cầm trên tay rồi Thì ý nghĩa của nó Quý vị cũng hiểu sai Xem kinh không phải là ý nghĩa của Phật Bồ Tát Mà là ý nghĩa của bản thân quý vị Như vậy làm sao được Quý vị xem những thứ này nền tảng quan trọng biết bao Ngày nay người thông thường rất công phu Rất nỗ lực Không có thành tựu Nguyên nhân ở đâu Những thứ nền tảng không có nữa không cắm rễ trên nền tảng cơ bản Bản thân chúng ta làm thành công rồi Người khác nhìn thấy liền giác ngộ Sẽ học theo quý vị Biết được Những thứ của cô Thánh Tiên Hiền Là có lợi ích Thời gian 12 năm không coi là dài Đã thành công rồi Sự thành tựu trong 12 năm này của quý vị Chắc chắn dựa qua những tiến sĩ Của nghiên cứu sở ngày nay Quý vị xem nghiên cứu sở Lấy được học vị tiến sĩ Mất thời gian bao lâu 3 năm mẫu giáo 6 năm tiểu học Là 9 năm Cộng thêm cấp 2 và cấp 3 cũng 6 năm Cộng thêm 4 năm đại học 2 năm học thạc sĩ 2 năm tiến sĩ Sau 2 năm Chưa chắc lấy được bằng Tính nhanh nhất là 2 năm Quý vị tính thử xem hơn 20 năm Quý vị 12 năm đã vượt qua người ta 20 năm rồi Vượt qua quá nhiều quá nhiều rồi quý vị nói xem người xưa có trí tuệ hay là người nước ngoài có trí tuệ phương pháp của người xưa tốt hay là phương pháp của người nước ngoài tốt như vậy rõ ràng đã bày ra trước mắt rồi